Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Movie, cùng với đó là series Daredevil. Và để tìm hiểu xem hậu sự kiện The Defenders, số phận của quỷ dữ thành phố Hell's Kitchen sẽ trôi dạt về đâu. Ngay bây giờ sẽ là tóm tắt season 3 của loạt phim về luật sư mù Matt Murdock. Không để mất thêm nhiều thời gian nữa, ta hãy cùng nhau bắt đầu thôi nào. Let's go! Bắt đầu với tập 1, Resurrection. Sau sự kiện tại Midland Circle, Matt Murdock đã rất may mắn khi đã toàn mạng và thoát được ra bên ngoài thông qua đường cống ngầm. Anh đã được tìm thấy bởi một người lái taxi, rồi sau đó được đưa về cho cha xứ Paul Lantern và Sir Maggie chăm sóc. Không chỉ cơ thể bị kiệt quệ và các giác quan bị mất đi sự nhạy bén vốn có không thôi, niềm tin của Matt đã bị khủng hoảng nghiêm trọng. Anh đang dần dần muốn từ bỏ đi thân phận ngoài ánh sáng của mình. Đó cũng chính là lý do mà Matt tức tốc lao đầu vào việc luyện tập để hồi phục. Bởi lẽ giờ đây, thân phận Daredevil chính là lẽ sống duy nhất của anh. Sau ít ngày thì thính giác và khứu giác của Matt cũng tạm thời quay trở lại. Tuy nhiên thì thể trạng của anh vẫn còn rất yếu, bằng chứng là anh đã bị hạ đo ván bởi một võ sĩ quyền anh nghiệp dư. Mặc cho cơ thể như thế, tối đó Matt vẫn trùm mặt lại và xuống phố để hành hiệp trừ nghĩa. Và dù anh cũng đã rất cố gắng khi giải thoát thành công cho hai bố con đang bị cướp, Matt vẫn bị bọn côn đồ đánh cho bầm dập và may mắn là toàn thây khi cảnh sát ập đến. Cũng trong lúc đó thì vì không rõ tình trạng sống chết của Matt như thế nào, Karen Page vẫn đóng tiền nhà cho anh hàng tháng, mặc cho việc Foggy đã khuyên rằng Matt đã không còn. Dẫu vậy thì hai người bạn thân của người hùng chúng ta vẫn giữ lại trong lòng một ít tia hy vọng về việc Matt vẫn còn sống. Đồng thời thì ở tập 1 này, ta được giới thiệu thêm một nhân vật nòng cốt khác, đặc vụ Raina Deem của FBI, người đang rất đau đầu bởi chuyện tiền nong trong gia đình và cũng là người chịu trách nhiệm điều tra về Wilson Fisk, kẻ hiện tại đang lên kế hoạch cho một âm mưu mới. Khi giờ đây, Wilson đã bất ngờ cộng tác với FBI để đổi lại sự an toàn cho tình yêu của mình, chính là Vanessa Mariana. Đến với tập 2, Please. Tiếp tục với kế hoạch của Wilson Fisk, hắn ta đã chỉ điểm cho cảnh sát để tóm gọn một băng đảng khét tiếng tên là O'Banion. Cũng vì thế mà hắn đã bị một kẻ trong nhà tù tấn công. Và vì biến cố đó mà Wilson đã ra điều kiện với Ray và cánh cảnh sát, đó là để tiếp tục được hắn chỉ điểm để điều tra thì phải chuyển hắn sang biệt giam tại nhà riêng cho an toàn. Không còn cách nào khác, FBI đành phải chấp nhận điều kiện này của Wilson. Nhưng rồi thì lại có một biến cố khác xảy ra khi mà đang trên đường áp giải, đoàn xe hộ tống đã bị tàn dư của băng đảng O'Banion đánh úp. Bản thân của Wilson cũng lâm nguy, nhưng may mắn là đặc vụ Benjamin Poindexter, hay được gọi là Dex, đã xuất hiện kịp thời và quét sạch kẻ địch để giải nguy cho Wilson và cả đặc vụ Ray. Mặt khác thì Matt vẫn không hề hay biết âm mưu của Wilson mà chỉ tiếp tục đi phá vụ án nhỏ ngày hôm trước. Và lần này, Matt đã thành công khi triệt phá được đường dây buôn lậu của bọn chúng. Hành động âm thầm này của Matt cũng đã đến được với tai của Karen thông qua người mà Matt cứu hôm trước kể lại. Tuy nhiên thì Karen vẫn không thể thuyết phục được Foggy hỗ trợ mình điều tra. Sang tập 3, No Good Deed. Trái ngược với những sự đối xử mà kẻ thủ ác đáng ra phải nhận được, Wilson được áp giải đến một căn penthouse để quản thúc. Điều này đã tiếp tục dấy lên một làn sóng phản ứng dữ dội đến từ dư luận. Karen thì đương nhiên là không thể chấp nhận được chuyện này, bởi lẽ khách sạn mà đang giam giữ Wilson thực chất đã được hắn mua lại từ lâu thông qua một công ty con. Karen đã ngay lập tức đến đó và chạm mặt với Ray, nhưng đương nhiên là lời nói của cô chẳng có chút trọng lượng nào. Cả Foggy cũng không chấp nhận ngồi yên khi mà anh đã ngay lập tức đến gặp công tố viên Black Tower để yêu cầu tống Wilson lại nhà tù. Dù đây là một công tố viên không bị Wilson nắm thóp, nhưng vì đang tranh cử nên lời đề nghị của Foggy đã bị bác bỏ. Nóng máu nhất trong bộ ba thì đương nhiên là Matt. Anh ngay lập tức đột nhập vào khách sạn và bắt được Donovan, luật sư của Wilson để tra khảo. Dù không tin lời hắn ta rằng Wilson làm tất cả chỉ vì Vanessa, nhưng Matt đã không moi ra được thông tin gì vì các đặc vụ của FBI đã ập đến, buộc cho Matt phải hạ gục tất cả rồi tẩu thoát. Tối đó thì Matt cũng đã lén đi gặp Foggy. Tuy nhiên là không phải để nhờ sự trợ giúp, Matt chỉ khuyên Foggy và Karen tránh xa chuyện này ra, cũng như là tiện tay lấy cắp ví có chứa giấy phép hành nghề của Foggy đi. Mặt khác thì về đặc vụ Dex, anh đang nhận về vô số sự bất công khi mà thay vì được tán dương thì Dex lại liên tục bị sở cảnh sát và cánh báo chí nhắm vào vì tình nghi là kẻ phản bội. Đồng thời thì ta cũng thấy được rằng Dex là một người có tâm lý không bình thường khi mà anh đã âm thầm bám đuôi một cô gái trẻ tên là Julie. Bước qua tập 4, Blindside. Với giấy phép hành nghề của Foggy trong tay, Matt đã thay anh bạn thân của mình để vào nhà tù từng giam Wilson để điều tra. Tại đây thì anh muốn tìm hiểu xem vì sao băng nhóm O'Banion lại bị chỉ điểm, nhưng đương nhiên là anh không thể biết thêm được gì. Đen đủi hơn nữa là hầu như các quản giáo trong đó đều là người của Wilson. Chúng bắt đầu dàn xếp để đánh úp Matt, nhưng anh vẫn giải quyết được tình hình. Nhưng khả năng phi thường của anh cũng đã bị Wilson nắm thóp thông qua camera an ninh. Tình hình sau đó có phần xấu hơn khi một cuộc bạo loạn trong tù đã diễn ra. Matt may mắn được một ông chủ của băng đảng O'Banion tiếp cận. Anh khuyên hắn ta rằng hãy giúp anh, đổi lại thì anh sẽ tống Wilson vào tù. Tên trùm kia đã cho Matt một cái tên, Jasper Evans, một kẻ thực chất là người của Wilson và được hắn thuê để dàn xếp vụ ẩu đả trong tù, gián tiếp giúp hắn ta được tạm giam bên ngoài. Matt thì sau khi được trợ giúp ra khỏi nhà tù thì vẫn chưa an toàn,
Anh lên một chiếc taxi để rời đi và khi tỉnh dậy thì tên tài xế đã cho chiếc xe cùng anh rơi xuống một hồ nước. Không chỉ một mình Matt bắt đầu hành động, Foggy thay vì chạy trốn như lời Matt khuyên nhủ thì đã đứng lên để tranh cử cho chức công tố viên để chống lại Black Tower. Foggy làm vậy có mục đích. Một là để cho bản thân nổi bật hơn và Wilson khó có thể đụng chạm. Hai là khiến cho cảnh sát đứng về phía mình chống lại Wilson. Còn Karen thì cũng đã được Foggy tiết lộ cho chuyện Matt vẫn còn sống. Và cô cũng đã tìm ra một manh mối, đó là cái tên Felix Manning, một kẻ chịu trách nhiệm rửa tiền cho Wilson. Còn về phía tay ác nhân, hắn đã lấy lòng được Dex khi thay vì tố giác anh ta rằng đã giết hai nhân chứng quan trọng dù chúng đã đầu hàng, hắn đã lấp liếm cho Dex và chỉ cho anh thấy rằng mình không phù hợp với phe FBI. Tiếp tục với tập 5, The Perfect Game. Ngay khi biết được rằng Matt đã sống sót rời khỏi chiếc taxi ngày hôm trước, Wilson đã ngầm biết được thân phận thật sự của Daredevil. Chính vì thế mà hắn đã vu khống cho Matt với cánh FBI rằng anh chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Sau khi gián tiếp khiến cho Matt và tất cả những người bạn của mình bị cảnh sát tình nghi và trở nên bận rộn, Wilson đã bắt đầu nghiên cứu về hồ sơ của Dex. Và thông qua những ghi chép này, Wilson biết được rằng Dex là một người thái nhân cách, một kẻ máu lạnh từ khi còn nhỏ. Nhưng may mắn là đã gặp được một bác sĩ tâm lý tốt khiến cho Dex ổn định hơn. Nhưng ngay khi người bác sĩ đó mất đi, Dex dần mất phương hướng, để rồi sau đó anh cứ âm thầm bám theo một cô gái tên là Julie như một kẻ biến thái, bởi vì cô gái ấy khiến cho Dex cảm thấy thoải mái như người bác sĩ quá cố kia. Ở hiện tại thì Dex cũng vô tình gặp được Julie ở khách sạn. Thực chất đây là do Wilson sắp xếp, và rồi mọi chuyện đã diễn ra đúng như ý hắn. Julie đã hiểu lầm Dex là kẻ biến thái, và giờ đây anh chàng đặc vụ có tâm lý vốn không ổn định đã thực sự mất phương hướng. Đến với tập 6, The Devil You Know. Sau khi bị cánh cảnh sát nhắm vào, Matt đành phải tìm đến Karen để nhờ cô trợ giúp trong việc truy tìm Jasper để ra làm nhân chứng chống lại Wilson. Dù vẫn còn rất giận Matt, nhưng vì tình xưa nghĩa cũ, Karen và Matt đã thành công trong việc tiếp cận được với Jasper và thuyết phục hắn đứng ra làm chứng. Còn Foggy thì cũng đi gặp đặc vụ Ray, nói rằng Matt hiện tại đang là thân chủ của mình và tiết lộ cho Ray nghe về chuyện Jasper sẽ đứng ra làm chứng. Tuy nhiên thì kế hoạch của bộ ba đã bị Wilson nhìn thấu. Hắn ta giờ đây dù bị coi như là quản thúc, nhưng căn penthouse lại xa hoa tráng lệ. Wilson cũng thành công lấy được lòng tin của Dex. Và ở khoảnh khắc mà Dex tính tự sát khi đã bị FBI cho tạm nghỉ, cũng như là không còn kim chỉ nam của mình là Julie, Wilson đã liên hệ và cho Dex một sự lựa chọn khác nữa để bám víu vào mà sống. Và tại tòa soạn The New York Bulletin, nơi Jasper đang lấy lời khai, Dex đã xuất hiện trong bộ đồ Daredevil và tàn sát mọi người. Foggy cũng đã xé mất mạng nếu như Matt không xuất hiện kịp thời. Cả hai sau đó cũng đã nhanh chóng lao vào nhau. Dù Matt có phần thắng thế trong khoản cận chiến, nhưng Dex lại có khả năng thiện xạ, ném đồ vô cùng ảo ma, và Matt đã nhanh chóng thất thế rồi bị Dex hạ gục. Sau khi loại bỏ đi người cản trở mình, Dex đã tiến vào trong và bắn chết Jasper trước khi anh ta kịp khai gì cho FBI hay. Sang tập 7, Aftermath. Nhận ra bộ đồ mà kẻ giả dạng mình hôm trước giống y hệt bộ đồ của bản thân khi xưa, Matt ngay lập tức đi gặp Melvin Potter để đối chất. Và quả thật vậy, Melvin đã bị Wilson đe dọa và gài bẫy anh. May mắn là sau đó, Matt đã thuyết phục được Melvin giúp mình tẩu thoát khỏi đám FBI ập đến ngay sau đó, cũng như anh được tiết lộ rằng kẻ giả dạng Daredevil chính là người của FBI. Không chỉ có mình Matt gặp rắc rối, Karen cũng phải nghỉ việc tại tòa soạn khi mà sếp của cô biết được rằng cô đang che giấu thân phận thực sự của Daredevil. Foggy thì dù cũng rất rối bời, nhưng anh đã tìm được gì đó về kế hoạch của Wilson. Về phía của đặc vụ Ray, sau sự việc tại tòa soạn Bulletin tối hôm trước, anh cũng bắt đầu khẳng định được rằng Wilson đang thao túng tất cả từ bên trong. Tuy nhiên thì anh vẫn không có bằng chứng để buộc tội hắn ta. Nhưng rồi tối ngày hôm đó, Matt đã xuất hiện tại nhà riêng của Ray và nhờ anh ta trợ giúp. Bước qua tập 8, Upstairs or Downstairs. Sau khi được Matt tiếp cận, Ray đã bắt đầu điều tra và anh ta đã nghi ngờ Dex là người đóng giả Daredevil ngày hôm trước. Tối đó thì Matt cũng đã cùng Ray lẻn vào nhà của Dex. Dù tại đây là Matt đã khẳng định được Dex là người đứng sau lớp mặt nạ, nhưng ngoài những cuộn băng ghi lại các buổi trị liệu của hắn ra thì không có bằng chứng gì khác. Còn Dex thì dù đã xuống tay rất tàn bạo với hàng tá người vô tội, nhưng hắn vẫn muốn quay lại lẽ phải nên đã đi tìm gặp Julie và thuyết phục cô cho mình cơ hội. Tuy nhiên thì Wilson đã biết được chuyện này nên đã giết Julie, khiến cho Dex lại tiếp tục rơi vào khủng hoảng. Và khi trở về nhà, Dex đã chạm mặt được với Matt và Ray. Hắn đả thương và phát hiện ra rằng Ray đã biết bí mật này. Về phía của Foggy thì anh đang lên kế hoạch với Karen rằng sẽ thông qua công tố viên Black Tower để tố cáo Wilson đang lách luật để tống lại hắn vào tù. Tuy nhiên thì Karen lại có kế hoạch khác cho riêng mình. Cô đi gặp riêng Wilson tại căn penthouse, chọc tức hắn ta về quá khứ của hắn, tiết lộ luôn chuyện đã giết bạn thân của hắn là James Weasley. Mục đích của cô là để hắn tấn công mình và điều này là đủ để đưa hắn lại vào tù. Tuy nhiên thì Foggy đã đoán được chuyện này nên đã ra tay trước để cứu mạng Karen. Còn Matt thì sau khi thất bại trong việc đánh úp Dex, anh đã biết được một sự thật động trời rằng Sir Maggie chính là mẹ ruột của mình.
Tiếp tục với tập 9, Revelations. Với những thông tin đã có được, đặc vụ Ray đã quyết định sẽ trình báo mọi việc, hỏng tố cáo Wilson. Nhưng rồi thì cấp trên của anh ta thực chất là tay trong của hắn ta. Bà đã giết công tố viên đang nghe Ray trình báo và gán ghép tội danh giết người cho Ray, buộc anh phải làm việc dưới trướng của Wilson. Và cứ thế, Ray cùng với Dex giờ đây đang làm tay chân cho Wilson đi làm đủ các việc xấu khác nhau. Rắc rối không chỉ dừng lại ở đó, cả Foggy và Karen giờ đây đã chính thức bị chiếu tướng và không thể làm được chuyện gì nữa cả. Karen phải tìm cách trốn ra nước ngoài để tránh Wilson. Và cô đã gặp được Sir Maggie và được bà giúp đỡ. Matt thì sau khi biết được rằng hai người thân cận duy nhất đã che giấu sự thật động trời kia suốt bao năm tháng, thì anh cũng đã hạ quyết tâm rằng sẽ giết Wilson bằng mọi giá. Và Matt đã xém chút nữa thành công khi đã đột nhập được vào khách sạn của Wilson. Nhưng rồi thì cũng trong lúc đó, vị trí của Karen đã bị lộ và Wilson đã cử Dex đi giết cô. Matt cũng đã biết tin nên đã không thể ở lại để phục kích Wilson. Qua tập 10, Karen. Đúng như tên gọi của tập phim, trước khi bước vào các diễn biến tiếp theo thì ta được tu ngược lại về quá khứ đen tối của Karen. Cô từng là một con nghiện, sống trong một gia đình tương đối nghèo khó. Vì mẹ đã mất nên bố cô cứ bám víu vào căn tiệm ăn tồi tàn của bà để lại, dù vắng khách. Vào một đêm đang phê pha, Karen đã gián tiếp gây ra tai nạn và khiến cho em trai mình mất mạng. Từ đó mà cô gần như đã cắt đứt quan hệ với bố của mình. Trở lại với những diễn biến chính thì cũng lại một lần nữa Karen đem đến rắc rối. Dex đã xuất hiện tại nhà thờ Clinton. Hắn giết cha xứ Lantham và bắt đầu truy sát Karen. May mắn là Matt sau đó đã có mặt kịp thời và cả hai đã thoát chết. Sang tập 11, Reunion. Vì thất bại trong việc giết Karen trong bộ đồ Daredevil, Dex cùng với Ray tiến vào trong với thân phận FBI của mình và bắt đầu lùng soát mọi thứ. Rất may là nhờ có Sir Maggie mà Matt và Karen lại một lần nữa thoát nạn. Tuy nhiên thì cả hai không thể cứ ở trong nhà thờ mãi, vì Dex rất cứng đầu nên đã liên tục lục soát và không có ý định dừng lại. Nhưng vì nhanh trí nên Matt đã liên lạc với Foggy và lên kế hoạch cùng anh. Đúng như dự kiến, với những luận điểm của bản thân, Foggy đã tới nhà thờ cùng với thanh tra Brett và cả hai đã thay FBI để áp giải Karen đi. Matt thì cũng nhân cơ hội đó mà tẩu thoát. Dex cũng không thể làm gì hơn bởi vì Ray đã ngăn cản. Và đương nhiên vì đã cản chân mình, Dex đã báo cáo lại chuyện này cho Wilson và cả gia đình của Ray ngay lập tức bị tấn công. Tuy nhiên thì trước đó không lâu, Matt, Foggy và Karen đã nhận thấy Ray là người tốt. Chính vì thế đã muốn dựa vào anh để lật đổ Wilson một lần nữa. Vì vậy mà Matt cũng đã kịp thời có mặt tại nhà của Ray để giải nguy. Sau khi mọi thứ đã tạm thời êm xuôi, Matt đã quyết định tiết lộ thân phận của mình cho Ray biết để cả hai bên có thể cộng tác với nhau. Tiếp nối qua tập 12, One Last Shot. Mặc cho chuyện thất bại trong việc lấy mạng Karen, Wilson giờ đây đã chính thức tại ngoại và đường đường chính chính đón Vanessa về nước. Tuy nhiên thì vì Wilson vẫn giữ kín những hoạt động của mình nên Vanessa cảm thấy không vui. Chính vì thế mà Wilson đã quyết định sẽ cùng Vanessa thực hiện mọi thứ cùng nhau. Cũng trong lúc đó thì Matt quyết định sẽ theo kế hoạch của Foggy đặt ra, đó là lại một lần nữa vịn vào pháp luật để tống Wilson vào tù. Mọi chuyện dù có chút khó khăn khi Ray liên tục bị tay sai của Wilson truy sát, nhưng nhờ có Matt nên cả hai đã đến tòa kịp lúc. Tuy nhiên thì lỗ hổng pháp luật vẫn còn hiện hữu, các bồi thẩm đoàn đều đã bị Wilson nắm thóp và đe dọa. Chính vì thế, lời khai của Ray đã không đủ sức nặng và bị bác bỏ. Gần như tuyệt vọng, Ray đã quyết định dẹp hết mọi thứ và trở về nhà của mình, tự quay một chiếc video tuyệt mệnh và chờ chết. Sau đó không lâu thì Dex cũng có mặt và giết anh theo lệnh của Vanessa. Kế hoạch dựa trên pháp lý đã thất bại, Matt đã không còn cách nào khác ngoài quay lại con đường cũ là giết gã phản diện. Đến với tập cuối cùng, A New Napkin. Gần như đã thắng thế trong mọi mặt trận, Wilson tự tin đứng ra và bắt đầu tổ chức hôn lễ cùng với Vanessa trước toàn dân thiên hạ. Nhưng rồi thì một biến cố mà hắn không lường tới đã xảy ra. Đó là dù đã thủ tiêu được Ray, nhưng đoạn băng ghi hình trước khi chết của anh đã được gửi đến cho vợ mình và cô vợ cũng đã rất khôn khéo và giao nó lại cho Foggy. Bên trong đoạn video, Ray đã tố cáo hết mọi tội lỗi của Wilson và nếu dựa trên pháp luật, mọi lời khai trước khi chết đều có đủ sức nặng để tố giác kẻ chủ mưu. Tuy nhiên thì dù đã có cách để kéo Wilson vào tù, nhưng Foggy đã không biết làm cách nào để thông báo cho Matt biết. Về phía của Matt thì sau khi tra khảo được Felix, Matt biết được chuyện về Julie cũng như việc Vanessa đã chính thức trở thành kẻ đồng lõa với Wilson. Dựa vào những thông tin đã có được, Matt gọi điện và chỉ điểm chỗ giấu xác của Julie cho Dex biết. Tức giận vì bị chơi khăm, Dex đã ngay lập tức tiến vào đám cưới của Wilson với bộ đồ Daredevil, nơi hiện nay cũng đã rất náo loạn bởi đoạn video kia của Ray cũng đã bắt đầu được lan truyền. Cuộc hỗn chiến sau đó đã được diễn ra trên căn penthouse và Matt cũng đã nhập cuộc. Vì quá mải mê lấy mạng Vanessa nhưng bất thành do Matt liên tục ngăn cản, Dex bị Wilson ném vào tường đến gãy cả cuộc sống. Trận chiến tay đôi sau đó cũng không mấy cân sức khi Matt gần như chiếm mọi thế thượng phong. Tuy nhiên thì Matt đã không xuống tay giết Wilson. Anh chỉ đe dọa gã phản diện Kingpin rằng hãy ngoan ngoãn ngồi yên trong tù. Vì nếu không, anh sẽ truy sát và tố giác Vanessa, khiến cho cô sẽ phải ở trong tù mọt gông cùng với hắn. Và đương nhiên là dù tàn độc là thế, nhưng tình yêu của Wilson Fisk dành cho Vanessa là thật.
cho nên hắn đã chấp nhận giơ tay chịu trói và mọi chuyện chính thức khép lại. Hell's Kitchen tạm thời được bình yên sau biết bao giông bão, Matt cũng đã hàn gắn lại được mối quan hệ với những người thân yêu của mình, đương nhiên là cả mối quan hệ mẹ con với Sir Maggie. Công ty luật Nelson, Murdoch & Page sau đó cũng được thành lập. Phim kết thúc với việc tại phòng phẫu thuật, nơi Dex đang được điều trị để cố định lại cuộc sống của mình, báo hiệu phản diện Bullseye đã được ra đời. Và đó tạm thời cũng là cái kết cho hành trình của Daredevil, Matt Murdock. Chắc chắn là trong tương lai, ta sẽ còn gặp lại chàng luật sư mù này nữa trong các dự án tiếp theo của vũ trụ điện ảnh Marvel. Cho nên là hãy like và subscribe cho Way to Weird Movie để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về phim ảnh mà chúng mình sẽ ra mắt trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video lần này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way to Weird, out.